Chào mọi người. Trưa nay thì em có ít đô. Thì em cỡ tầm 20-30 mã đó. Giờ này em trưa rồi. Anh chị xem sao nào liên hệ em á. Điện thoại 0349653147. Zalo thì 0965270762. Đầu tiên á. Bốn kỳ cà lê á. Nhớ. Bốn kỳ cà lê 100k. EC1 100k. Ba kéo các tôn 60k. Dài tầm 24 đó. EC2 60k. Một kia với góc hẹp 70k. Nó dài là 20 á. EC3 4 sắc cây. Sắc cây 90k. Ba sáu 30 nhé. EC4 90k. Giá bếp á. Giá ba lợp. Hàng con chim 100k. Lưỡi 16. Bảng là 4. Ốp gỗ. EC5 kim cắt tuột dây điện 50k. Cắt phần trên này này, tuột đấy, rồi lo mẹ xa gia đình 50k. EC6 còn cơm bá này 50k. Dài là 15. EC7 30 đột này. 30 đột này 50k. EC8 một kim dụng cụ này bắt qua mê hơi nhá, 30k. EC9 có kéo cắt tốn này. Mình hơi cần ấy ra. Chín mươi k. Dài là 26. EC10 còn mấy cái bạc đàn này 30k. 5 cái. EC11 30k. Màu đất rắn 250 của hit 80k. Đang còn đẹp. Lò xo bình thường lên xuống bình thường. EC12 có cái móc cạp này. Này móc cạp tối đa là 15 lý á, 14-15 lý á, của Nhật á, 200. EC13, 200k. Có cái kim nguôi này, cái ô tô hàng cổ á, dài 18 KTC, 80k, miền đẹp. Dài 18 á. EC14 80k. Màu lịt 200ml 250 của Lotte.
miền đẹp, cứng cáp 70k. EC15 còn 50 kim này, 150k. Hai cái này dài 15 này, 3 kim cắt. Cái này hơi bị lồi thì thôi. Hai cái này thì đẹp, 150k. EC16 gọi đôi chuột 17, 19 super 100k. EC17 cậu dây bè này 50k. Dây bè dây này về mẹ anh đuộc hay là bỏ vào cái tăng cáp á, bảng 5 sen á, bảng 5 sen. EC18 bỏ cái bình kho này, bình kho do đá này, vàng này, bình của Pháp á, trăm rưỡi á. Hiện tại nó cái này phải vàng đá đây, cái này phải vàng đá được này, nhưng mà nó đang bị kẹt này. Cái này đang lại phải vàng đá được này, mà nó đang bị kẹt này, nó vẫn nhúc nhích như này. Thôi về mảnh chỉnh sửa thêm nhé, 150. EC19 đào 50k. Cái đục 70k. Có tay cầm đấy, hàng à, đây này, đục nhọn. EC20 70k. Càng cửa con bói này, cái lưỡi đấy, lưỡi này lưỡi 28 này, 50.000. Càng cửa sinh ký này, 300ml này, không có ốc đấy. Càng này 70.000. Lưỡi cửa sinh ký 25, 50.000. Càng cửa này EC22 70.000. Mỗi cửa như này 70.000. Lưỡi 27 á, lưỡi khá mịn, con khá đẹp á, 70.000. EC23 70.000. Có kéo tìa này, mũi con đẹp á, 70.000. Cắt tốt đó. EC24 70k. Ba đứa chuột này, 17-21 này, 19-21 này, 21-26 này, 104. EC25 một cái cuộc như này này, về mảnh đồ làm cái chẳng á, dây tầm gần 3 lý á, về đồ làm cái cuộc chẳng này, 80k. Cái này người ta tặng này, thế mai ra được á. EC26 còn cái lưỡi cửa sậu này này, 50k. Lưỡi đấy con Nguyễn á. EC27 50k. Lên cái dùa này, dùa Nhật chưa sai á, dài 30, 30k. EC28 30k. Rồi một cái cửa như này,
30k. Lời này về mai là chỉ là sai đó. C29 30 em có kim vui giá này. 50k. Kim nhọn á. Giá 16. Răng con đẹp lắm. C30 50k. Rồi, hẹn ngắn cái clip tiếp theo.